chào quý chư thiên vị và quý khán thính giả của kênh kỷ nguyên thánh đức nhằm giúp quý vị nhìn thấy rõ thiên sự và thời sự đã và đang diễn tiến khắp mọi nơi mọi mặt trên thế giới từ đó quý vị có những lựa chọn và chuẩn bị tốt cho tương lai của chính bản thân quý vị sao cho phù hợp với quy luật của trời và đất chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị các nội dung trong tác phẩm tương lai loài người của Đức Kim Thân Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Kiều Nguyên Tá được khởi viết từ những năm 1995 và hoàn thành vào năm 2018. Nội dung của chương 6 trong tác phẩm với tựa đề Thánh Chúa Minh Quân là người Việt Nam đã được chúng tôi phát sóng trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức vào ngày 24 tháng 4 năm 2021 trong chương trình Thánh chúa Minh Quân xuất hiện cứu nhân loại là người Việt Nam. Kính mời quý vị muốn nghe nội dung chương 6 thì vui lòng vào chương trình này để nghe lại. Hôm nay, chúng tôi trân trọng đọc nội dung chương 7 với tựa đề Thánh địa của loài người sẽ là Việt Nam. Kính mời quý vị lắng nghe. Chương 7: Thánh địa của loài người sẽ là Việt Nam khi đã hoàn tất việc thành lập một thiên đàng tại thế và việc cắt cử một vị thánh chúa minh quân giáng lâm đưa nhân loại tới một thế giới đại đồng đương nhiên thượng đế đã tỉ mỉ chọn lựa một thánh địa là nơi để đức di lặc phật vương giáng ngự và thánh chúa minh quân có nơi thực hiện về thiên sứ mệnh của mình trước khi nói về thánh địa việt nam chúng ta không quên ôn lại một số thánh địa đã có trước hết chúng ta trở lại miền vùng tây tạng huyền bí cả nhân loại đã và đều biết tây tạng có đỉnh núi cao nhất thế giới có tên gọi là hy mã lạp sơn một địa danh nức tiếng với không biết bao nhiêu sự kiện kỳ bí lạ lùng bởi nói đến tây tạng phải nói đến những huyền bí nơi các hang động trong núi đá ẩn chứa không biết bao nhiêu những con người biến hóa thần thông, những huyền thoại về các vị ẩn tu, những danh sư với quyền năng lạ lùng và cũng không thiếu các tài nhân có nhiều quyền phép, huyễn hoặc thần thông biến hóa. Chính thế một cao trào tìm về phương Đông đã được các nhà khoa học Âu Mỹ tìm đến, để rồi nhiều tác phẩm như Tây Tạng huyền bí tìm về xứ tuyết đông phương huyền bí vân vân ra đời tạo nên nhiều huyền thoại để mọi người trên thế giới không ngớt tìm về địa danh có một không hai hầu tìm hiểu về mọi sự huyền bí và nhiệm màu của Tây Tạng có thể nói từ nhiều thế kỷ qua và ngay trong thế kỷ 20 Tây Tạng là nơi được mọi người từ những người muốn tầm sư học đạo cho đến các nhà khoa học tự nhiên và cả những nhà leo núi thám hiểm, tất cả đều đổ về Tây Tạng mà tìm hiểu khám phá. Cũng đã có nhiều người tìm ra nhiều vấn đề lợi ích cho việc phát triển tâm linh, cũng có những người khám phá ra những điều kỳ thú lạ lùng và bổ ích cho chính bản thân họ. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở Tây Tạng là nơi đã đào luyện ra nhiều cao tăng cũng như tăng sĩ, nhất là các giáo sĩ thuộc hệ phái Mật Tông Tây Tạng. Đặc biệt với một câu chú Úm um Mani Bát Mi Hồng. Phải nói rằng, kể từ trước năm 1959, khi Trung Cộng chưa chiếm đoạt hoàn toàn Tây Tạng, thì Tây Tạng quả là một nơi địa linh cho nên đã sinh sản ra nhiều nhân kiệt, đặc biệt nhất phải nói đến các vị Đạt Lai Lạt Ma. Thế còn đến ngày nay thì sao? Như chúng ta đã biết, ngày nay thì từ Đạt Lai Lạt Ma cùng những hàng đệ tử thân tín của ngài đều phải kéo nhau đi lưu vong qua Ấn Độ kể từ năm 1959 cho đến bây giờ và chắc chắn là vĩnh viễn có chăng chỉ khi nào không còn nước tàu cộng sản nữa thì hy vọng mới có ngày về của những người Tây Tạng của Đạt Lai Lạt Ma tại sao lại như vậy Theo sự định đoạt của cộng đồng chư Phật của thượng đế đấy chính là đã đến giờ phải đổi thay ở thế gian vào giai đoạn này cho nên muốn có cái mới ra đời tất nhiên phải dẹp bỏ cái cũ vì thế tây tạng mới bị mất chủ quyền về tay những người cộng sản tàu cho dù huyền bí đến đâu cho dù nổi tiếng thế nào cũng không thể tồn tại được khi mà trời đất có một cuộc đại biến thiên tây tạng cũng nằm chung số phận của sự biến đổi ấy đấy là nguyên nhân của một tây tạng huyền bí đượm màu huyền hoặc đã bao nhiêu thế kỷ ngự trị trong lòng mọi người đã đến lúc đổi thay vẫn phải đổi thay và biến mất bây giờ chúng ta ghé thăm ai cập nơi có một kim tự tháp có một không hai của con người kim tự tháp một kiến trúc sừng sững lạ lùng gây nhiều ngạc nhiên cho loài người với bao điều kỳ diệu độc đáo đầy bí ẩn trong khi được tạo dựng nhiều ngàn năm trước bởi tài năng xây cất của con người như thế nào mà với những phiến đá cả ngàn tấn được chất lên để tạo thành kim tự tháp làm sững sờ các nhà khảo cổ và giới khoa học cũng ở kim tự tháp không biết bao nhiêu điều huyền bí về các lăng mộ của nhiều vị vua chúa thời ấy, những bí mật của nhiều lăng tẩm đã để lại cho giới khoa học ngày nay tìm tòi khi khai quật những thân người được ướp còn nguyên vẹn, phải chăng các kim tự tháp đó đã một thời là trung ương của một thánh địa, con người thời ấy đã trải qua một Ai Cập với những kim tự tháp có thể sánh cùng Tây Tạng huyền bí, để lại cho đời ngày nay luôn đến chiêm ngưỡng. Thế rồi, nó cũng trở thành những di tích lịch sử, không hơn, không kém. Điều gì cũng có thể có, và nhất thời huy hoàng, rồi thì cũng đến tàn lụi mà thôi. Sang đến Jerusalem, thuộc Trung Đông, nơi có Chúa Giêsu sinh ra, cũng để lại nơi gọi là đất thánh hàng năm quy tụ hàng chục vạn tín đồ từ khắp nơi thuộc vùng trung đông quy tụ về chỉ đặt tay vào bức tượng đá thế rồi hơn hai ngàn năm nay đã xảy ra không biết bao nhiêu thảm họa của chính con người ở các nước xung quanh vùng thánh địa tranh nhau giành nhau gây nên không biết bao nhiêu nạn tai cho người do thái người palestine cho nên dù có linh thiêng đến đâu Khi mà sự đổi thay đến Cũng không thể tồn tại mãi mãi được Phải nhắc đến mấy địa danh như trên Để minh định về một thánh địa hoàn toàn mới Do Thượng Đế định liệu An bài từ nhiều thế kỷ trước Tại sao lại chọn Việt Nam làm thánh địa? Như mọi người Việt Nam đều biết về nguồn gốc rồng tiên Mặc dù lại hiểu một cách không rõ ràng và nhiều người cho đó chỉ là huyền thoại. Thật ra không phải là huyền thoại, vì nước Việt Nam đã có từ gần 5.000 năm, trong khi đó con người lại luân hồi nhiều kiếp. Mỗi một kiếp có khi chỉ sống 8, 9, chục năm, khi tái sinh trở lại đã quên hết kiếp trước của mình, cho nên không thể hiểu được tiền kiếp của mình đã có những công tội gì, cho nên làm sao nhớ được chuyện của trăm năm ngàn năm trước do đó cứ hoài nghi chuyện của chính mình huống hồ chuyện cả của một dân tộc đã có hàng mấy ngàn năm muốn hiểu rõ về luân hồi nhân quả hiểu về tiền kiếp hậu kiếp chắc chắn là phải tu hành và tu hành cho đến khi giác ngộ tức đắc đạo mới hay chuyện rồng tiên có thật hay huyền thoại một cách rõ ràng được chính vậy tôi viết ra những dòng này để muôn người hiểu đến việc thượng đế tạo dựng ra một thánh địa vì khi đã có đức phật di lạc xuống thế đức thánh chúa minh quân ra đời phải cần đến một nơi nơi ấy phải phù hợp về thiên thời về địa lợi về nhân hòa để trở thành thánh địa Việt Nam đã trải qua gần 5.000 năm thanh lọc và nhận chịu sự thanh tẩy căn cứ qua lịch sử của các thời địa vua chúa và dân chúng Việt Nam đã gánh nhận. Thiết tưởng không cần nhắc lại vì mọi người Việt Nam đều hiểu rất rõ ràng rồi. Nhân đây cũng xin được lướt qua giai đoạn gần nhất kể từ năm 1945 cho đến 1975. Trải qua 30 năm Việt Nam gánh chịu hai cuộc chiến giữa Pháp với Việt Nam từ 1945 đến 1954, cuộc chiến thứ hai giữa người Việt Nam với người Việt Nam ở mỗi bên đều có sự trợ giúp của ngoại bang. Cuộc chiến chính thức từ 1959 cho đến 1975 là khốc liệt nhất, vì đôi bên đã sử dụng đến nhiều loại vũ khí tối tân nhất của thời ấy để tiêu diệt lẫn nhau. Ở đây, tôi chỉ dựa vào khía cạnh bom đạn trút xuống, hầu đề cập tới vấn đề thiên cơ. Trời đất và tổ tông đã lợi dụng cuộc chiến này để lật tung lên nơi đất của Việt Nam bị những đại pháp sư, những thầy chấn yểm của Trung Hoa đã chấn yểm Việt Nam không có một thứ bùa pháp nào có thể chịu đựng nổi hàng chục vạn tấn bom dội xuống khắp nơi ở miền Bắc, ở trục như là xương sống của Việt Nam, tức là dãy Trường Sơn, mà người Mỹ đã dùng phi cơ B-52 trải thảm bom tấn tràn khắp vùng núi rừng Trường Sơn. Đấy là mượn bom đạn của con người tàn phá những ếm yểm mà người trung hoa thâm trầm đã trù ếm nước việt nam cả hàng ngàn năm thực ra trong vô hình giới đã có nhiều người hiểu và biết về việc làm của người trung hoa luôn luôn không bao giờ muốn có một nước việt nam hùng mạnh cả tuy vậy ý người làm sao bằng ý trời để trở thành một thánh địa nước việt nam và đất việt cũng như người việt nam đã không ngừng phải lãnh nhận nhiều khổ đau gian truân vất vả kể từ ngày khai quốc đến bây giờ không biết bao nhiêu máu nước mắt mồ hôi của nhiều thế hệ nhẫn nhịn chịu đựng gìn giữ xây dựng để rồi trở thành thánh địa trở thành trung ương của trái đất vào những năm sắp tới Đấy là sự hiển nhiên của Thượng Đế, của cộng đồng chư Phật đã sắp đặt vậy. Cũng do là Thánh Địa nên mới được Thượng Đế chọn lựa làm nơi Đức Phật Vương trụ trì giao giảng đạo mới cho người mới, đất mới kể từ năm 2021 là có căn cơ của vùng và miền Thánh Địa cho nhân loại đến tham quan, học hỏi về siêu lý Thượng Thừa việt nam trở thành một nước dẫn đầu về mọi mặt từ phật pháp huyền bí đến văn minh vật chất siêu khoa học vậy là thánh địa nên vị thánh chúa minh quân không ai khác hơn chính là đức lạc long quân tái sinh để cầm đầu toàn thế giới tiến tới một cuộc sống an bình cho một thế giới sống trong nền văn minh tân dân thánh đức cũng do là Thánh Chúa Minh Quân nên Ngài mới có quyền uy mà Thượng Đế giao phó. Khi ấy, Năm Châu được phân định do 18 vị vua cầm đầu mỗi nước. Quả cầu khi đó sẽ có 18 nước. 18 vị vua ấy không ai khác hơn. Chính là 18 vị trước đây đã làm vua, trải qua 18 đời hùng vương vậy. Trải qua nhiều ngàn năm, các ngài đã đắc quả la hán Phật nay sau cuộc thanh lọc và chuyển đổi của càn khôn vũ trụ các ngài đầu thai xuống trần để cùng chung nghe theo lời chỉ dạy của đấng vua cha và lãnh đạo các nước trong thế giới có con người này do có trên có dưới có vua cha và vua con khi ấy mới có sự thuận hòa do cha nói con nghe mới đưa mọi nước mọi người thống nhất tòng phục và luôn giữ yên hòa cho một thế giới mới bình yên vĩnh cửu kéo dài hơn 9.000 năm đó là lẽ thường hằng là sự định đặt và an bài của Thượng Đế của cộng đồng chư Phật sau khi đã có một đại hội long hoa vĩ đại nhất mọi thời đại chương trình của chúng tôi đến đây xin kết thúc trân trọng cảm ơn quý chư thiên vị và quý khán thính giả đã dành quan tâm lắng nghe chúng tôi mong tiếp tục nhận được những chia sẻ chân thành từ quý vị để chương trình ngày càng phong phú và đến gần với nhiều người hơn một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau